Xu hướng makeup mùa hè này có gì mới? Các bạn cùng theo dõi clip này của Trang nhé! Các bước dưỡng da, thoa kem lót và kem nền không còn xa lạ với chúng mình nữa rồi. Các bước dưỡng và kem lót Trang sẽ dùng tay để tán. Còn đối với kem nền thì Trang sẽ dùng cọ bản lớn có độ xòe rộng tán kem đều khắp mặt. Cùng với bước kem nền, Trang dùng che khuyết điểm dạng thỏi, chấm lên các vùng da tối ở dưới mắt, quanh viền môi. Ở bước này, Trang cũng dùng loại cọ nhỏ hơn cọ nền, tán sao cho các vùng da tối được sáng đều lên. Bước thứ hai, Trang dùng phấn highlight, loại không nhũ, phủ vào phần chữ T trên mặt như là trán, dọc sống mũi, dưới hai mắt và cằm để gương mặt được rạng rỡ hơn. Làm cho gương mặt được nhỏ lại và mũi được gọn hơn, Trang dùng phấn nâu khéo léo tan vào phần xương quai hàm, xương gò má và hai bên cánh mũi. Mùa hè sẽ rất là nóng và hay bị ra mồ hôi, vì vậy Trang dùng luôn kem nâu để tán cho phần lông mày. Dùng kem tán thì sẽ bám tốt hơn là phấn, tán theo khuôn mày và dùng thêm cả mascara màu nâu nữa để trải cho lông mày được mềm mại, trẻ trung và hợp với màu tóc. Khác với các clip trước thì ở clip này Trang sẽ hướng dẫn kẻ mắt bằng gel eyeliner có màu nâu trước tiên, sau đấy thì chúng ta mới đánh màu mắt. Để mắt được sâu và bớt to hơn, Trang sẽ dùng thêm một cây chì loại không trôi có cùng tông màu nâu để vẽ viền mắt trong của người mẫu. Sử dụng gel và chì màu nâu thì sẽ khiến cho đôi mắt trông sẽ mềm mại và tự nhiên trẻ trung hơn là màu đen. Sự là tông cam hay là cam nâu năm nay sẽ lên ngôi, vì vậy ở clip này Trang sẽ dùng màu cam nâu làm chủ đạo. Và phần đánh mắt, trước tiên Trang dùng loại cọ đầu tròn hơi tù một chút để tán phấn mắt màu nâu đen sát với phần kẻ đường lai. Màu nâu đen có tác dụng làm cho đôi mắt bớt bị sưng hay là sẽ giúp đôi mắt nhỏ lại. Chú ý khi tán màu nâu đen này thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ cố gắng tán cho tan đều lên giữa phần bầu mắt nữa. Sang màu mắt chủ đạo là màu cam nâu, cha sẽ dùng cọ tròn to hơn cọ trước, tán khắp bầu mắt, cố gắng là tán để màu nâu đen và màu cam được hòa vào với nhau. Bây giờ chỉ cần thêm một chút màu trắng ánh vàng và có một chút nhũ nhẹ vào phần đầu mắt là đôi mắt sẽ trông rất là long lanh và bóng.
Giờ tán tiếp phần viền mi mắt dưới nữa là chúng ta sẽ hoàn thiện đôi mắt. Để góp phần cho đôi mắt được đẹp hơn, chắc chắn là các bạn sẽ không thể thiếu được phần gắn mi giả và chuốt mi thật là cong, dày cho cả hàng mi trên và hàng mi dưới nữa. Đánh má màu cam, chúng ta hãy cùng cười lên và đánh xéo về phần thái dương. Giờ sẽ chuyển sang phần môi. Tất nhiên là Trang sẽ lại lựa chọn tông cam rồi. Ở đây Trang sẽ dùng son màu cam đỏ để đánh kiểu lòng môi. Quanh viền môi sẽ là màu cam nhẹ. Và ở lòng môi thì Trang sẽ dùng cỏ để tán màu cam đậm hơn màu xung quanh. Một điều quan trọng nữa là Trang sẽ dùng thêm cả son bóng để đánh lên toàn bộ môi, sẽ giúp cho đôi môi được căng mọng và nhìn sẽ cực kỳ đáng yêu. Kiểu trang điểm này thích hợp cho tất cả các gương mặt, kể cả đối với các bạn bị cận, mình nghĩ các bạn cũng áp dụng được đấy. Nào cùng ngắm lại gương mặt sau khi được make up. Các bạn thấy không, đây chính là xu hướng make up của hè năm nay. Nhớ là màu mắt luôn là tông cam hay là cam nâu. Mascara sẽ trải thật dày cho cả hàng mi trên và mi dưới. Nhớ là có thể cho thêm một chút son bóng nữa nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.